các bạn bên cổ phần này. Và bọn em phải đảm bảo an toàn cho mình trước đã. Vâng. Thế nào nên là người ta cứ nhất là đặc biệt là đối với các cụ đây đúng không ạ? Các cụ lương Dạ vâng. hưu, cụ chỉ thích là gửi những cái nơi nào của nhà nước là an toàn nhất. Dạ vâng Yên ạ. tâm, không có vấn đề gì uy tín. À, chứ còn nếu Dạ mà vâng. cứ theo những cái công ty cổ phần hoặc là lãi suất cao thì nghe chừng là sẽ có những cái rủi ro sợ, đúng không ạ? Dạ vâng. Và các cụ thì đối tượng khác nhau là người ta khó chấp nhận cái rủi ro đó. Và đối với người trẻ thì khác, người ta Đúng sẽ rồi ạ. mạo hiểm hơn trong cái vấn đề quyết định đầu tư. Vậy thì Dạ ở trong lớp mình kiểu gì cũng có ngân hàng. Vì anh làm bên Agribank còn không biết là có anh chị nào làm bên ngân hàng cổ phần không, thì lúc này sẽ hai cái mảng khác nhau trong cái việc mà kiểm soát rủi ro khác nhau đấy. Và đối với đặc biệt đối với nhà nước thì có lẽ là cái này nó sẽ đỡ hơn cái việc mà rồi có nơi nào chẳng có rủi ro, nhưng chắc là đỡ hơn so với rủi ro càng lớn thì nó sẽ nhiều cái thách thức trong cái vấn đề mà làm việc cũng như các hoạt động kinh doanh, đúng không ạ? đúng rồi. Dạ vâng, cảm ơn anh ạ. Và sau cái sự chia sẻ của anh là về ngân hàng thì rất là rõ, đặc biệt là trong cái vấn đề mà rủi ro ấy, anh vừa chia sẻ. Và trong cái phần kiểm phương pháp biện pháp kiểm soát rủi ro thì rất là mong muốn để một anh chị nào trong lớp chia sẻ về cái việc ví dụ như là trong cái phần về công nghệ. Hiện nay công nghệ được đánh giá là một trong những cái sản phẩm về thị trường, về thay đổi, về cái sức đối thủ cạnh tranh rất nhiều. Vậy thì một trong những cái biện pháp để mà kiểm soát cái rủi ro đối với cái ngành công nghệ thì như thế nào? Anh chị nào làm bên công nghệ không ạ? Chia sẻ cái phần này không ạ? Hoặc là về bên lĩnh vực về xây dựng đi ạ. Xây dựng, anh có anh chị nào bên xây dựng không ạ? Hiện nay cái vấn đề mà chuyển giao rủi ro người ta hay đối với ngân hàng thì người ta vẫn vận động trong cái việc là mua bảo hiểm trách nhiệm về sản phẩm là có, chắc là có. Đấy, vậy thì trong ngành xây dựng thì liệu trong cái yếu tố kiểm soát rủi ro này là chuyển giao bằng cách là ví dụ như là Hết rồi. trong cái quá trình mà hoạt động ấy, ví dụ như là xảy ra những cái sự cố, xảy ra những cái hoạt động nó Đi sẽ dẫn xảy ra tai nạn đúng không ạ? sợ mưa Bất đi. thường xảy ra Đi. là anh chị Mưa có thì mưa không? to, mưa cả mưa dài mấy ngày cơ. Thế còn Anh chị có lẽ là chắc không để ý nên là tách mic mic giúp ạ. À, phần là biện pháp và kiểm soát rủi ro này đã được anh Tuân chia sẻ trong lĩnh vực ngân hàng thì cơ bản là đã rõ nét, và các cái ngành nghề khác thì chắc là cũng không khác gì. À, bởi mỗi một cái ngành nghề khác nhau, ví dụ như về làm về công ty dược, rồi làm về công nghệ, làm về xây dựng, làm về vận tải đấy, làm về hoạt động về viễn thông, đều phải trải qua những cái việc mà những cái thời điểm khác nhau, mức độ khác nhau. Đến thời điểm nào thì phải né tránh rủi ro, đến thời điểm nào mà ta vẫn dấn sân để mà trong quá trình làm nhưng mà chuyển giao cái rủi ro, hay là để giảm thiểu cái rủi ro đó bằng các cái biện pháp khác nhau, bằng cái việc mà người trung gian, người thứ ba sẽ đỡ, bằng cái việc mà phân khúc ra những thị trường khác nhau, đưa ra những cái khu vực định vị khác nhau, bằng cái việc mà cung ứng những cái sản phẩm khác nhau hoặc là nhà cung cấp khác nhau để người ta giảm thiểu cái chuyển giao cái rủi ro đó cho nó đỡ bị gây tổn thất. Thì trong các lĩnh vực khác nhau thì đều phải sử dụng có 5 cái ý khía cạnh này trên cái biện pháp này kiểm soát rủi ro, và mỗi một cái khía cạnh thì người ta sẽ ưu tiên trong cái mức độ khác nhau để giải quyết vấn đề. Mỗi một ngành nghề thì người ta sẽ ưu tiên trong cái mức độ, trong cái quá trình một là chủ động, hai là người ta đã và đang trong cái mức đó rồi thì người ta sẽ xử lý cái tình huống ra làm sao. Và có những cái là người ta chấp nhận rủi ro, chấp nhận bằng cách là dấn ra thị trường, dấn ra những cái yếu tố mới để có thể là thay thế hoặc là để làm thương hiệu, làm tốt hơn, dám chấp nhận cái việc rủi ro đó. Tuy nhiên cái việc mà đặc biệt là đối với cái lĩnh vực mà chấp nhận rủi ro, cái khía cạnh mà kiểm soát này thì người ta sẽ phải được tính toán rất là xác định rất là kỹ càng, được xác định kỹ. Và thứ hai là ngay cả vấn đề về tính toán về tài chính và chi phí người ta cũng đã tính cả rồi, và người ta chấp nhận rủi ro trong một cái khoản người ta cho phép được. Tôi nghĩ là như thế. Còn nếu mà để mất trắng thì chắc là không ai làm, không ai dám làm điều đó trừ khi mà bị động. Đấy. Còn nếu mà đã là chủ động trong cái việc mà kiểm soát rủi ro thì người ta sẽ tính toán được là cái đấy nó không không quá đến mức ảnh hưởng, người ta sẽ chấp nhận rủi ro để
vẫn mang cái sản phẩm, vẫn mang cái thương hiệu danh tiếng của mình để ra một cái sân chơi mới, ra một cái thị trường mới để thay đổi, hoặc là để đổi mới, hoặc là để cũng có thể là một cái cho thị trường người ta biết đến cái sản phẩm của mình. Trên đây là những cái biện pháp về kiểm soát rủi ro, coi như phần này mình đã đi xong, và mình sẽ quay tiếp tục đến một cái phần nữa, đó là phần mối quan hệ, là giữa kiểm soát rủi ro và phân tích rủi ro. À, mối quan hệ này thì người ta sẽ bắt đầu từ đâu, tại sao lại phải kiểm soát rủi ro và phân tích rủi ro, họ có mối quan hệ như thế nào, nếu như mà vậy thì cái nào sẽ là cái trước, thứ tự ưu tiên như nào sẽ là trước, thì chúng ta sẽ đi từng phần trong cái việc mà liên quan đến mối quan hệ đấy ạ, giữa kiểm soát rủi ro và phân tích rủi ro. Thì chúng ta thấy rằng là một cái quá trình thì nó sẽ là một quá trình liên tục, và rõ ràng nó phải là có một cái sự liên kết với nhau, logic với nhau, và có một cái sự phụ thuộc vào nhau. Đầu tiên trong cái quá trình này, người ta phải phân tích rủi ro trước. Anh muốn kiểm soát rủi ro thì người ta phải phân tích rủi ro. Phân tích rủi ro để làm gì? À, để đó là cái bước đầu tiên để người ta đánh giá và người ta xác định được là cái việc rủi ro đó nó tiềm ẩn ở nơi đâu, và mà cái doanh nghiệp đó cần phải xử lý, cần phải đưa ra những cái nhận dạng để người ta trong quá trình đó người ta sẽ đưa đến những cái bước tiếp theo, đó là về những cái biện pháp quản lý, rồi là trong những cái biện pháp đó thì người ta sẽ giảm thiểu một cách như thế nào, và đòi hỏi cái việc đối phó với những rủi ro đó ra làm sao. Trước mắt cái mối quan hệ là người ta phải đi cái bước đầu tiên là phân tích đã, phân tích rủi ro, nhận dạng rủi ro đấy. Và sau cái bước mà phân tích rủi ro thì người ta, sau khi phân tích xong ấy, yếu tố ấy, các yếu tố, thì người ta đã phải dựa trên những cái kết quả nhận định của phân tích rủi ro để làm gì, để lúc này người ta mới kiểm soát nhận định. Và trong cái quá trình mà nhận định cái kết quả phân tích rủi ro, nó lại đưa ra, lại chia tiếp tục ra các cái mức thang khác nhau, về độ cao, độ thấp, độ trung bình, và từ đó người ta sẽ lại đưa ra cái việc kiểm soát rủi ro qua cái mức độ và thực hiện nhằm để giảm thiểu bằng cái cách là năm cái phương pháp đấy, năm cái khía cạnh đấy, là một là anh sẽ né tránh, hai là anh sẽ chuyển giao rủi ro, ba là anh chấp nhận rủi ro đấy, và bốn là cái việc mà anh sẽ điều chỉnh cái đấy, xem là có chấp nhận được hay không, mà không chấp nhận thì anh sẽ điều chỉnh cái rủi ro làm sao cho nó phù hợp với thứ tự ưu tiên khác nhau qua cái năm cái biện pháp mà vừa rồi phân tích ạ. Là lúc đầu ở trong cái năm cái biện pháp mà có rủi ro. Ở trong cái phần mà phân tích rủi ro thì ở đây phân tích rủi ro thì nó áp dụng với, thường là ví dụ như áp dụng ưu tiên nào, hoạt động ra làm sao. Đặc biệt là đối với những cái việc mà phân tích rủi ro, người ta sẽ hay dùng, mà tất cả các doanh nghiệp thường là phải có cái phần phân tích này. Tuy nhiên thì cái việc mà công ty và sản xuất về các cái linh kiện điện tử hiện nay thì người ta sẽ phân tích rất là kỹ. Phân tích ở đây là phân tích cái nguy cơ, đầu tiên là nguy cơ về hoạt động kinh doanh ấy, là cái về cái phần đầu tiên mà liên quan đến kiểm soát, đó là về nhà cung ứng. Thứ hai là nhà cung ứng thì phải gặp những cái vấn đề về sản xuất hoặc yếu tố ảnh hưởng, thì nó cũng sẽ dẫn đến cái việc mà phân tích rủi ro, và từ đó người ta đưa ra cái việc xác định kiểm soát ra làm sao bằng cái cách là tìm một cái nguồn lực, cái nguồn cung ứng như thế nào cho nó thay đổi để cho nó phù hợp. Ngoài ra thì người ta cũng sẽ đưa ra những cái biện pháp như là mua những cái bảo hiểm rủi ro, hoặc là tìm những cái mối quan hệ khác liên quan đến cái việc giảm thiểu rủi ro cho nó phù hợp. Và trong cái phần tiếp theo, đó là phần tài trợ rủi ro. À, phần này cũng là một cái phần chia sẻ, tôi nghĩ là các anh chị sẽ chia sẻ rất hay trong cái phần tài trợ rủi ro. Tức là cột một là các biện pháp, hay là tài trợ, để lúc này những nhà tài trợ của chúng ta sẽ đứng ra trên cái góc nhìn là tài trợ với những cái điểm sáng ra làm sao, với những cái thời điểm như thế nào, và mang lại những cái giá trị hiệu quả ra làm sao trong cái quá trình mà kiểm soát và tài trợ. Thì điều đầu tiên đó là tài trợ rủi ro. Tại sao người ta gọi là tài trợ rủi ro? Trong cái phần này người ta sẽ có những cái khái niệm về tài trợ rủi ro. Vậy tài trợ rủi ro là gì? Tài trợ rủi ro được hiểu ra làm sao? Chắc chắn là tài trợ rủi ro là nó phải liên quan đến nguồn lực, liên quan đến quỹ tài chính. Đấy. Vậy thì tài trợ rủi ro này nó sẽ được hiểu là cái biện pháp, thực tế nó là một biện pháp đấy, mà các doanh nghiệp phải chuẩn bị. Đây là gồm những yếu tố: thứ nhất là nguồn lực tài chính,
để đối phó với những cái tổn thất mà sắp sửa xảy ra trong có rủi ro. Thứ hai là trong cái phần tài trợ rủi ro đó thì người ta phải gồm những cái việc như là dự phòng, so với nguồn lực là một cái dự phòng nguồn lực tài chính là hai, nguồn lực và tài chính, và đặc biệt là đưa ra các cái công cụ như là để áp dụng cho cái vấn đề mà tài trợ trong cái rủi ro đó là bảo hiểm. Ví dụ như các cái bảo hiểm liên quan, thứ hai là những cái hợp đồng về chuyển giao tài chính chẳng hạn.